Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn Golo 89. Và hôm nay thì mình sẽ lại lên cho anh em một cái list đồ như anh em đã thấy ở đây. Một vài cục dàn và một vài cặp loa rất là đáng yêu. Rồi thì hôm nay cũng không để mất thời gian của anh em nữa, thì mình sẽ đi vào sản phẩm ngay. Thì anh em cũng rất thông cảm cho mình, đợt này mình rất là bận nên mình không thời gian mình lên video cho anh em được. Thì cũng rất mong anh em thông cảm, tình hình dạo này dịch giã nó cũng căng thẳng, ở Hưng Yên thì cũng rất nhiều vấn đề. Thành ra là anh em đến cửa hàng thì cũng hạn chế anh em nhé. Anh em nào muốn mua gì cứ báo online mình ship tận nhà cho anh em, cực kỳ tiện lợi thôi. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ bắt đầu từ những cái thớt dàn này. Cái cọc này là cọc số 1 đi, vì mình không có cái hôm nay mình không biết số bắt đầu hết rồi, bắt đằng kia rồi. Thế mình cứ đọc cọc số 1, số 2, số 3 để anh em lưu ý nhé, không cần số đâu. Thì đầu tiên là cái thớt dàn Pioneer N901 anh em nhé. Cái thớt này là thớt MD của thằng Pioneer và nó giải mã 24 bit chuẩn luôn. Nó có red level này, rất nhiều cái chức năng tùy chọn ở đây và đọc ghi đều tốt anh em nhé, đọc ghi MD đều tốt. Và tất nhiên là những cái thớt dàn này thì mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái đĩa mồi, tại vì là giải mã cần mồi mà anh em nhé. Đây anh em thì nhìn thấy made in Japan này, đường input có hai đường 1 và 2 này, đây là cái đường out này, đây đường out analog anh em nhé, và nó vẫn là made in Japan. Pioneer của mấy con này made in Japan rất là ngon. Anh em nào mà thích made in Japan thì chơi con này, lưng của nó không tránh được khỏi những vết xước sát đâu em nhé. Những cái dòng này nó chuyển về nhiều thớt nó hay bị xước sát lắm. Thì là một trong số những mã cao cấp của thằng Pioneer. Trước có cái anh lấy hai cục này luôn về thì có gọi là tấm tắc khen hay anh em nhé. Với cục này thì hiện tại bây giờ mình cũng bán chỉ có 1,5 triệu thôi anh em nhé, 1,5 triệu cho cục này. Rồi ok, đến cái cục bên dưới này là cục Onkyo 7GX. Thì hiện tại bây giờ 7GX mình chỉ còn một cục duy nhất thôi, rất đẹp anh em nhé, cục này rất đẹp luôn, đẹp góc cạnh luôn, MDCD đều đọc tốt này, đánh căng đét những cái cặp loa bát từ 25cm trở về và khá là đẹp, mặt của nó mặt nhôm phay anh em nhé. Rất nhiều công nghệ anh em thì nhìn thấy ở đây, DOA này và băng tần QRS độc quyền của thằng Onkyo, cổng phone mặt trước này. Anh em nào mà hay nghe tai nghe ấy, cắm thử qua cục dàn nó nghe nó khác bọt ngay anh em ạ. Cục dàn công suất nó ác lắm, nó đánh ác ồn lắm. Con này anh em thử nhìn đây, công suất là 48W và điện nguyên bản 100V, vẫn made in Japan anh em nhé. Các cổng in out nó ở đây, in out đây, in out analog rất nhiều. Và đây là kẹp loa, đây là đường xúc điện out em nhé, để phục vụ anh em nào mà nghe nhiều bát hơn thì có thể cắm thêm xúc điện. Và đây là cổng optical out anh em nhé. Rồi nên là cục này mình sẽ bán cho anh em với giá 1,2 triệu để anh em về đánh những cặp loa nhỏ ở nhà thôi, 1,2 triệu anh em nhé. Và tiếp đến là cục bên dưới này thì là cục Onkyo 7GXDV, là một trong số những con mà hết ga hết số của thằng Onkyo rồi anh em nhé. Onkyo 7GXDV thì con này chạy DVD hoàn hảo, DVD và CD ok này, MD đọc ok này, thì mặt nó mặt nhôm phay và vẫn là chữ xanh huyền thoại anh em nhé. Đây là có chỉnh chế độ thêm thớt này. Đấy, ra nhiều kênh này và nghe nhạc em để xít nhé, cực kỳ nhiều công nghệ ở đây này, Dolby DTL này, jamming thớt này, và vẫn là băng tần QRS độc quyền của thằng Onkyo này. Đây anh em nhìn thấy cục dàn thì khá là đẹp và dài anh em nhé, khá là đẹp. Đây anh em thì nhìn thấy con này made in Japan anh em nhé, made in Japan, công suất là 65W và điện nguyên bản là 100V, các cổng in out của nó ở đây. Đây anh em thì nhìn thấy nó che mất rồi. Đây nhìn anh em nhìn thấy đây, đây là kẹp loa này, đây là kẹp anten AM FM này, đây là các cổng kẹp analog này, anh em nhìn thấy đây. Và quan trọng nhất là vẫn là có giải mã 24 bit không mồi anh em nhé, không cần mồi luôn. Không biết có anh em nào đang gọi mình đây thì anh em thông cảm, tí mình sẽ gọi lại nhá. Rồi ok, thì đến cái cục này mình sẽ để cho anh em với giá 2,5 triệu anh em nhé. Mình sẽ báo giá lại cọc số 1 này, cái Pioneer N901 mình bán 1,5 triệu này. Cái con Onkyo 7GX mình sẽ bán 1,2 triệu, và bên dưới cùng là con 7GX DV, Onkyo 7GX DV mình sẽ bán 2,5 triệu anh em nhé. Rồi tiếp đến là bên này thì đây là cái cục Onkyo V7, cục duy nhất còn sót lại anh em nhé, duy nhất còn sót lại trong lô hàng vừa về xong, vừa về có duy nhất một cục thôi. Cục này mình giới thiệu rất nhiều ở những video trước với anh em rồi, thì vẫn là mặt nhôm cao cấp, MD và CD đều đọc tốt, chỉnh tông trực tiếp trên mặt dàn, bát chết trực tiếp trên mặt dàn và super bát này anh em thể nhìn đấy, cực kỳ ngọt, và giò tuner trực tiếp trên mặt dàn luôn, giò tuner trực tiếp trên mặt dàn anh em nhé. Và tuner đủ 108 luôn, đúng mình đúng nhôm này anh em, đúng nhôm cao cấp, con này con cao cấp nhất của đầu V anh em thể nhìn thấy sao. Đây là kẹp loa này,
đánh căng ghét gặp loa bát 30 cm trở về và công trở kháng từ 4 ôm đến 16 ôm anh em nhé. Đấy thì ở đây là cái đường pre-out cho cái đường xúc điện này, đây là cái kẹp anten AM/FM anh em nhé. Đây vẫn là Onkyo V70 Japan, công suất 55W điện nguyên bản 100V, các cổng in out nó khá là đầy đủ anh em nhé, line in, hai đường line in và một đường line out, và quan trọng nhất vẫn là cái cổng giải mã 24 bit để phục vụ anh em giải mã những từ tin smart TV xuống những bộ dàn của anh em mình ở nhà. Ui dồi, đây là cái cầu loa anh em nhé, cái cầu này, cái, không phải cầu loa mà cầu processor. Cái cổng processor là rất hay ở chỗ này, anh em có thể kết nối equalizer trực tiếp từ ngoài vào, khá là ok. Và anh em nếu mà anh em sử dụng để kết nối bộ dàn ở nhà mà tận dụng mạch bát chép thì anh em rút này ra anh em nhé, và cắm cái cổng hoa sen vào đây, xuất tín hiệu out từ cổng này ra sẽ tận dụng cái mạch bát chép của cục này. Và hiện tại cục này mình đang bán là 1.700.000 anh em nhé, 1.700.000. Rồi thì tiếp đến con bên dưới này là con Onkyo MG33 thì mình có hai con luôn anh em nhé, còn hai con thì con này hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, CD đọc tốt không kén đĩa, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt dàn luôn anh em nhé, bát chép này trực tiếp trên mặt dàn đấy, có chế độ direct luôn nhưng mà đi chuyên nghiệp này, line in này, đấy, portal này, optical in để phục vụ giải mã 24 bit cho anh em, và vẫn là cái mặt nhôm truyền thống cao cấp của thằng Denon. Thằng Denon MG33 này cũng là một trong số những con mà rất nổi đồng cối đá, dùng cực kỳ bền anh em nhé, bê nó cực kỳ đầm gần chục cân luôn. Đây công suất là 55W và điện nguyên bản 100V, đây là kẹp loa nhé, đánh căng đét gặp loa bát 25cm trở về, và đây là xúc điện out này, cổng optical in và out phục vụ anh em giải mã 24 bit này, 24 bit chuẩn luôn anh em nhé. Đây là đường kết nối anten của AM/FM đủ 108 luôn để anh em nghe AM/FM cực kỳ tiện dụng. Đây là các cổng in out analog để cho những bộ dàn ở nhà, đây hai bộ giống hệt nhau. Tại anh em nào lấy con này thì gửi mình đi, hiện tại con này mình đang bán giá rất ưu đãi, chỉ có 2 triệu thôi, 2 triệu một cục anh em nhé, 2 triệu trên một cục, hai cục đều rất đẹp, đẹp góc cạnh luôn. Rồi mình sẽ báo giá lại cọc cọc số 02 này, con V7 là 1.700.000 anh em nhé, và hai con MG33 thì mình sẽ để cho anh em với giá là 2 triệu tròn đấy, anh em nắm được giá giúp mình. Tiếp đến là cái cọc số 03 thì cái con trên cùng là cái con Onkyo 1852i anh em nhé, 1852i để phục vụ anh em giải mã cần mồi, và con này giải mã 20 bit anh em nhé, và có hai đường optical in, mặt vẫn mặt nhôm cao cấp, đọc MD cực kỳ nhanh, không kém bất kỳ đĩa nào. Anh em thì nhìn thấy cái Onkyo nó mạ vàng này, con này một trong số những con cao cấp của Onkyo anh em nhé, next level luôn này. Đấy, đây cục dàn rất là đẹp, đẹp góc cạnh luôn, anh em thì nhìn đằng sau mấy in Japan này, hai đường in và hai đường in này, và đường out đây phục vụ giải mã. Đấy thì con này giải mã cần mồi và mình sẽ tặng kèm đĩa mồi cho anh em nhé, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Và hiện tại cái cục này thì mình đang bán cho anh em với cái giá là 800.000 anh em nhé, 800.000 cho cục giải mã này, cực kỳ ok. Anh em về dùng giải mã thì nói chung là nó cũng khá là chất, trong tầm giá dưới 1 triệu đấy. Rồi tiếp đến là con bên dưới, con Onkyo CR185 anh em nhé, một trong số những cái mã dàn mà anh em săn đón cực kỳ nhiều. Con này là cục âm ly và tích hợp thêm CD nữa, và có cả FM AM đủ 108 luôn anh em nhé, và dò đài trực tiếp trên mặt luôn, rất là tiện. Đây cơ ra vào cực kỳ ngon, con này khá là ok, đẹp góc cạnh luôn anh em nhé. Đây made in Japan, đấy công suất là 40W điện nguyên bản 100V, đây là kẹp anten AM/FM này, optical out này, và đây là cái kẹp loa đánh căng đét kẹp loa bát 30cm và đánh khá căng anh em nhé. Đây là các đường in out kết nối này, và cái con này đánh rất căng luôn, tại vì chơi sò than đánh cực kỳ gấu. Và ngày xưa thì anh em săn đón con này khá là nhiều anh em nhé, ngày xưa anh em săn 185 nhiều lắm, mình khẳng định là nhiều, tại vì mình cũng là một trong số những người săn con này để chơi, mặt mũi của nó khá là sáng đẹp anh em thì nhìn thấy ở đây. Rồi và cái cục này hiện tại mình đang bán chỉ có 1 triệu tròn cho anh em thôi, 1 triệu tròn để phục vụ anh em nào mà thiên về đánh những cái cặp loa mà cần độ chi tiết cao, tại vì cái cục này đánh rất hay, mắt của nó thì chạy mắt 240 thông dụng, đọc bài thì nhanh như cắt luôn, nút đĩa vào phát lên bài luôn anh em nhé, rất nhanh đấy. Và cái con dưới cùng ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến anh em là con Onkyo UN7 anh em nhé, đầu UN7 là đầu khá là hiếm. Đây, mặt nhôm cao cấp rất là đẹp, rất nhiều công nghệ tích hợp sẵn ở đây, DVD này, cái gì đây, Super Audio CD này, Dolby này, DTL này, Charming Third này, rất nhiều băng tần Quiet độc quyền này, MD đọc hoàn hảo này, DVD đọc nhanh hơn trộm chó luôn, anh em thấy mình đang đọc DVD đấy. Đấy, cục dàn thì đẹp góc cạnh luôn,
dàn đẹp góc cạnh đây. UN7 một trong số những mã cao cấp và mình sẽ xem công suất của nó. Công suất của nó là 66W và điện nguyên bản là 100V. Kẹp loa thì ở đây anh em nhé, đánh tăng đét kẹp loa bát 25cm trở về, lưới tản nhiệt nó khá là gấu. Thoát nhiệt từ phía sau và những con mặt đen này đều những con cao cấp của hàng Onkyo, lưng sơn đen anh em nhé. Kẹp antenna FM này, các cái cổng in-out này. Đây là cổng xanh đỏ tím vàng phục vụ anh em config bộ dàn hình 5.1 này. Đây là optical in để phục vụ giải mã 24 bit, và con này giải mã 24 bit chuẩn và rất là hay luôn anh em nhé. Dòng UN giải mã khá là hay. Và hiện tại cái cục này hoạt động hoàn hảo thì mình đang bán là 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu cho cục này, cao cấp luôn, vẫn mặt xanh huyền thoại cực kỳ cao cấp. Rồi ok, mình sẽ báo giá lại cọc số 03 thì cái con trên cùng là Onkyo 185 là cục giải mã MD thì mình sẽ bán 800.000, cục bên dưới cục âm ly của thằng 185 kèm CD và FM đủ 108 mình bán 1 triệu tròn. Còn bên dưới cùng là Onkyo UN7 là 2,5 triệu anh em nhé. Rồi ok, thì đến cái bên này thì em thể nhìn thấy mấy cặp loa hôm nay mình giới thiệu đến anh em. Thì đầu tiên là cặp Victor, hôm trước có ông nào đặt rồi xong là bảo chuyển khoản cọc, xong là ông bảo là chờ anh buổi chiều, xong ông chạy mất hút luôn. Thì anh em thông cảm một chút là mua hàng bên mình thì phải cọc anh em nhé, và anh em mua lần đầu thì phải cọc thôi, lần thứ hai thì không bao giờ cần cọc nữa, anh em chỉ cần ới phát là mình sẽ lên đơn mình chuyển anh em luôn. Lần đầu thì cũng vì cái lý do tín dụng, vì sự tin tưởng nhau, và anh em thì rất nhiều khách, mình rất nhiều khách ở khắp mọi nơi, nên thành ra là anh em cũng thông cảm giúp mình là phải cọc giúp mình. Ví dụ như anh em bảo tại sao phải cọc thì mình có cửa hàng, anh em đến trực tiếp cửa hàng mình để tìm, chứ còn bây giờ anh em thì ở tận khắp tỉnh mình biết đi tìm anh em ở phương nào, bây giờ mất tích là chết. Và quan trọng nhất là không phải vì 100.000, một vài trăm nghìn tiền cọc mà nó mất, đánh mất uy tín gây dựng ở trung năm của mình, nó khó. Mình cực kỳ uy tín rồi, anh em là mua hàng của mình thì biết, bảo hành thì dài mà hàng họ thì cực kỳ ok. Rồi bắt đầu cặp loa đầu tiên, cặp loa Victor anh em nhé, bát 10cm gân cao su cực mềm, bên trên là con chép giấy đây, và công suất là 20W và trở kháng là 4 ohm. Và hôm trước cặp này mình báo giá 6,5 triệu mà anh em chạy mất dép, thì hôm nay mình sẽ hạ giá xuống chỉ còn 600.000 cho cặp này thôi anh em nhé. Cặp loa khá là đẹp, đánh cực kỳ ok, trợ lời karaoke được, và anh em nghe phòng nhỏ này cũng cực kỳ hay, đánh cực kỳ ok, có 600.000 thôi đấy. Và cái cặp Kenwood này là Kenwood HD7 anh em nhé. Bên cạnh Kenwood HD7 thì bên trên là con chép đo cao cấp của thằng Kenwood, anh em để nhìn thấy chép của nó cao cấp như nào đấy, cực kỳ cao cấp luôn. Bên dưới là cái cục cục bát gần cao su 12cm rất mềm, bát thì chất âm thì cực kỳ hay, nhưng em nghe gõ này đã sướng rồi. Màng thì màng carbon, cổ thì siêu to khổng lồ luôn, và con này là một trong số những con cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé, cao cấp của thằng Kenwood. Đây là phía sau anh em nhìn cặp loa đây, cặp loa đồng nguyên chất luôn anh em ạ, đồng nguyên chất luôn, và công suất con này 60W và trở kháng 6 ohm. Hiện tại cặp này thì mình vẫn đang bán cho anh em với giá 1,8 triệu anh em nhé, 1,8 triệu cho cặp Kenwood này đấy. Rồi ok, sang cặp Denon bên này thì cặp Denon này, Denon MA3 thì phải, bên trên vẫn là con chép dom cao cấp của thằng Denon, và bên dưới là con bát 10cm màng sợi keva rất là ok, giấu lúm em nhé, không bao giờ sợ bẹt luôn, thủ thơi mặt trước, và con này nó cho cái chất bát và giải mít khá là dày anh em nhé, nghe cực kỳ phê. Đây công suất là 50W và trở kháng là 6 ohm, anh em nhìn đấy, thùng vách rất ok, và mình sẽ bán con này 1,2 triệu đây em nhìn, nó có những cái vết xấu ở đây đấy, vết xấu không thể nào tránh được em ạ. Đấy. Rồi mình sẽ bán cho anh em với giá là 1,2 triệu cho cái cặp này. Rồi ok, đến cái cặp N7FX, Onkyo N7FX, cặp này thì đẹp góc cạnh luôn em nhé, siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp, à cũng không đẹp lắm không đẹp lắm ở phía mặt sau anh em nhé, mặt trước cực kỳ đẹp, đây có những mặt sau có những vết xấu, anh em thông cảm, tại vì đến lúc bê hàng vào thì mình không để ý đâu, nên bây giờ mình quay mình mới nói chi tiết cho anh em được. Thì anh em mặt trước đẹp góc cạnh anh em nhé, mặt trước đẹp không tí vết luôn, bên trên là con chép đo mũi đạn này, bên dưới là con gân bát gân xếp 12cm, màng sợi keva dấu núm, đây màng lòng này, màng lòng chảo anh em nhé, rất gấu, thụt hơi mặt trước sẽ rãnh này, rất là ok, cho chất bát cực kỳ căng. Và con này là một trong số những con loa cao cấp của thằng Ken ở Onkyo, công suất 70W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Con này thì anh em nghe nhạc cũng hay, và ghép trợ lời karaoke thì mình phải nói là cũng không có điểm chê đâu, giải mít khá là dày và phần lời rất sáng. Thì hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với cái giá cực kỳ hữu nghị là chỉ có 2,2 triệu thôi anh em nhé, 2,2 triệu cho cặp này, thùng
vách cũng rất là ok thôi. Đấy. 2,2 triệu. Rồi. Thì cái video ngày hôm nay thì mình lên cho anh em vậy thôi, và anh em cũng rất thông cảm cho mình, hôm nay mình không đánh số được anh em nhé. Thành ra là anh em cứ yêu cầu sản phẩm gì thì nhớ tên giúp mình để mình lựa sản phẩm báo giá cho nó chuẩn cho anh em nhé. Anh em chỉ cần đọc tên sản phẩm thôi là mình biết anh em mua sản phẩm gì rồi. Và một lần nữa thì sẽ chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, và mong anh em sẽ ủng hộ những cái clip của mình thật là nhiều hơn. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.